Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài đọc ngắn. Tiếp tục phần gì nhỉ? Phần tai khi, phần so sánh. Hoka no mono to kuraberu. Chúng ta cùng xem cái phần mở đầu nhé. Danraku ga takusan aru nagai bunshō demo tai khi ni chumoku suru to danraku doushi no kankei ga wakariyasuku naru. Tai khi ni chumoku shite danraku no kankei o ogiku matomeyo. Là gì nhỉ? Cho dù là một cái bài văn nó dài, có nhiều đan ra cự là đoạn văn nhé, thì nếu mà chúng ta chú ý đến cái việc người ta dùng cái yếu tố so sánh ấy, thì sao nhỉ? Thì cũng sẽ dễ dàng trở nên dễ hiểu hơn cái mối quan hệ giữa các cái đoạn văn, đúng không? Đấy, đan ra cự đô chi là các đoạn văn nó đếm như kiểu là số gì nhỉ? Số những cái giống nhau ấy, tương tự nhau về mặt tính chất, thì nó gom vào đấy thì nó dùng viết từ đô chi này. Tahini chumoku shite, chúng ta để ý chú ý đến cái tai khi, cái đối chiếu so sánh này ấy, thì chúng ta sẽ và chúng ta tổng hợp lại, đúng nhỉ, về quan hệ của các đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần Reidai ni nhá, phần bài gì nhỉ? Bài số 2. Thì bài số 1 hôm trước chúng ta làm thì nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, còn cái bài này nó sẽ là tương đối là dài, và nếu với độ dài như bài số 2 này ấy, thì nó tương đương với lại bài trung văn ở trong phần thi JLPT. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, cái cách mà chúng ta dịch câu văn nó như thế nào. Phần Reidai ni này, chúng ta cùng xem nhé. Moshi tadaima dairen ai no saichu dattara hon nado yomu koto o osusume shinai. Tức là ở đây các bạn thấy có cái ngữ pháp, cặp ngữ pháp là gì đấy? Cặp ngữ pháp là moshi và tara, đúng nhỉ? Dattara là gì nhỉ? À, nếu như đấy. Từ tadaima thực ra nó có kanji, nó chính là chữ gì đấy? Nó chính là cái biểu hiện của cái chữ gì đấy? Của chữ đây, đúng không? Bình thường chúng ta hay viết bằng kanji, đúng nhỉ? Như thế này đấy, có nghĩa là hiện tại, bây giờ. Ren ai bình thường là tình yêu, thì thêm chữ đại vào đằng trước thì nó mang nghĩa là tình yêu lớn à. Chúng ta sẽ dịch là một cái tình yêu nồng cháy, một tình yêu mãnh liệt nhá. Sai chư, đúng không? Sai chư các bạn biết rồi, là ngữ pháp là gì nhỉ? Trong, đúng không nhỉ? Câu này có nghĩa là cái vế 1 này, có nghĩa là nếu như bây giờ bạn đang trong gì nhỉ? Bạn đang trong một tình yêu nồng cháy, bạn đang trong một tình yêu mãnh liệt, thì Honnado yomu koto o susume shinai. Ở đây nó có cái động từ là động từ susumeru. Susumeru này. Đây, susumeru là tiến cử đấy, tiến cử hoặc là giới thiệu, đề xuất. Thì ở đây nó dùng cái dạng gì đây? Nó dùng dạng khiêm nhường, đúng không các bạn? Là thêm ô đằng trước này, đúng không nhỉ? O susume mas thì bỏ gì đây? Bỏ mas sự đi, thêm shimas vào thì được gì nhỉ? Osusume shimasu, và đương nhiên thẻ nai sẽ là osusume shinai. Thì câu này có nghĩa là thì tôi không có khuyến khích bạn, đúng nhỉ? Tôi sẽ không khuyến khích bạn đọc những thứ như là sách. Ở đây các bạn thấy có cái từ nado nhá, là dùng để liệt kê, ngoài sách đã còn những thứ khác, nhưng đại loại là những thứ như vậy. Đấy. Câu đầu tiên là gì nhỉ? Nếu như bây giờ bạn đang trong một tình yêu nồng cháy ấy, thì tôi khuyên bạn là không nên đọc những cái như là sách vở. Tokuni renai shousetsu nado machigatte mo yonja ikenai. Đặc biệt là những cái như là tiểu thuyết tình yêu, tiểu thuyết ngôn tình, đúng không? Thật chúng ta là cái từ, bây giờ có cái từ ngôn tình nó rất là xuất hiện, nó được dùng rất là nhiều, đúng nhỉ? Thì chúng ta dịch cái từ này là tiểu thuyết ngôn tình nhá. Đặc biệt là những cái tiểu thuyết ngôn tình ấy, thì machigatte mo yonja ikenai. Cái ja này chính là dewa. Dewa yondewa ikenai chính là không được đọc. Không được đọc những cái như là tiểu thuyết ngôn tình. Vậy tại sao lại có cái từ machigatte mo này? Thực ra đây là một cái cách dùng của gì nhỉ? Của nhà văn thôi. Ý của người ta là người ta nhấn mạnh. Đấy. Thực ra là bỏ đi cũng không sao, đã thể hiện được ý là không được đọc những cái như là tiểu thuyết ngôn tình rồi. Thế nhưng mà người ta cho thêm vào để nó nhấn mạnh rằng là tuyệt đối không, zetai ni. Nó như kiểu là con người thì ai cũng sẽ có sai lầm ấy, thế nhưng mà trong trường hợp này sai cũng không được phép. Đấy. Ý của người ta là như vậy, người ta nhấn mạnh như vậy nhá. Những cái bài văn vẻ như thế này này các bạn này, thì nó sẽ hay có cái kiểu đấy. Vậy thì câu số 2 nghĩa là gì nhỉ? À, đặc biệt bạn tuyệt đối không được đọc những cái như là tiểu thuyết ngôn tình. Tatoe Balzac バルザクの谷間のゆりのような純愛小説の傑作を持ってきても、トルストイのアンナ・カレニナのような不倫小説の傑作を持ってきても. Câu rất là dài đúng không mọi người? Chúng ta cứ tách vế chúng ta dịch dần nhá. Đây các bạn thấy này, nó để đây một vế này. Đây một vế này đúng không? Đây một vế này, cũng rất là may cho các bạn là nó có vế chứ không thì cũng khó mà dịch được. Các bạn thấy này, đây có từ tatoe là gì nhỉ? Tatoe là cho dù đúng không? Thì chắc chắn là đằng sau nó sẽ là temo. Có một số trường hợp đặc biệt thì nó là toshitemo, nhưng mà túm lại thì vẫn là temo đúng không? Đây temo đây các bạn thấy nhá. Nó đưa ra hai ví dụ này. Cho dù là có motekite là mốt, đây là mang đến đấy, nó không viết kanji. Motekuru. Đúng nhỉ, là mang đến. Cho dù có mang đến cái kết xác cự là gì nhỉ? Là chữ kiệt và chữ tác, có nghĩa là kiệt tác. Cho dù có mang đến kiệt tác tiểu thuyết đúng không? Quyển tiểu thuyết kiệt tác về Jun Ai, chữ Hán là chữ thuần và chữ ái. Chữ thuần và chữ ái có nghĩa là gì nhỉ? Đây mình sẽ viết một ít tiếng Việt ra để cho các bạn để ý nhé. Các bạn xem cái phần dịch, tại vì cái này chúng ta sẽ không có cái phần từ vựng quan trọng ở dưới như những cái bài trước, mà chúng ta dịch luôn trên cái file này. Do vậy là chú thích ra một chút cho các bạn quan sát nhé. Kiệt tác này. Còn cái này là gì nhỉ? Còn cái này là chữ thuần và chữ ái có nghĩa là trong sáng. Thuần trong thuần khiết mà đúng không? Đấy. Cho dù có mang đến những cái quyển gì nhỉ? Những cái tác phẩm kiệt tác của tình yêu trong sáng, giống như là Yona đây để gì nhỉ? Để đưa ra một cái ví dụ cụ thể đằng trước. Ví dụ như là Balzac là một cái nhà văn người Pháp rất nổi tiếng, trong tiếng Việt mình hay đọc là Balzac ấy, đấy, nhà văn Balzac. Tác phẩm gọi là Tanima no Yuri, đúng nhỉ? Tanima no Yuri. Tanima là thung lũng, đấy, Yuri là nó chính là hoa gì nhỉ? Hoa ly ấy, hoa bách hợp đấy. Tanima no Yuri nhá. Thôi mình tốt nhất là mình cũng không nên dịch cái này là tiếng Việt đúng không? Đấy, chỉ biết là nghĩa của nó nếu mà dịch ra tiếng Việt nó là hoa ly trong thung lũng. Thế nhưng mà tên tác phẩm là Tanima no Yuri, được chưa? Cho dù có mang đến cái quyển tiểu thuyết kiệt tác về tình yêu trong sáng như là Tanima no Yuri của Balzac, hay là mang đến cái quyển kiệt tác đúng nhỉ, hay mang đến cái kiệt tác về gì đây, về tiểu thuyết gì nhỉ, Furin, chữ bất và chữ luân. Luân này trong từ luân lý. Vậy thì bất luân này nó nghĩa là trái với luân thường đạo lý. Trái với luân thường đạo lý. Đấy. Như là gì đấy? Như là cái tác phẩm Anna Karenina của Leo Tolstoy đúng nhỉ? Đây là Tolstoy là chính là nhà văn Leo Tolstoy ấy, rất là nổi tiếng. Đấy, người ta đưa ra hai ví dụ này. Về sau là cho dù mang đến gì nhỉ? Những cái kiệt tác tiểu thuyết mà gì đấy, mà trái luân thường đạo lý hoặc là ngoại tình đấy, giống như là cái tác phẩm Anna Karenina. Đây là một tên người nhá. Tên một cái tác phẩm. Mình cũng chưa search thử cái nội dung của cái tác phẩm này là gì và cái tác phẩm này như vậy. Các bạn có thể search qua một chút hai cái tác phẩm này để các bạn đọc xem tại sao người ta lại gọi là tiểu thuyết gì nhỉ? Trong sáng, tiểu thuyết tình yêu trong sáng và tiểu thuyết trái luân thường đạo lý, tiểu thuyết ngoại tình nhá. Của ông Leo Tolstoy thì sao? Thì anata ga gen ni muchiu de uchikonde iru renai no nama namashi taike ni kurabetara iro asete shimau ni chigai nai karada. Các bạn thấy này, ở kết của câu văn các bạn thấy có cái karada đúng không? Thì tự nhiên, không phải tự nhiên nó có cái karada này đâu. Karada ấy sẽ là bởi vì. Đấy, cái này có nghĩa dịch là vì, bởi vì cái này như này. Vậy cái karada này nó chính là gì đây nhỉ? Nó chính là giải thích gì đấy, nguyên nhân. Đấy, đây chính là gì này? Đây chính là cái lý do của cái câu này nhá. Của cái câu đằng trước nó. Tại sao câu đằng trước người ta bảo là không được đọc những cái quyển tiểu thuyết tình yêu như thế? Thì câu dưới nó bảo là vì sự thật là như thế này, đúng không? Là mang đến quyển của Balzac hay là quyển của ông Leo Tolstoy thì làm sao đây? Thì ở đoạn tiếp chúng ta dịch nhá. Thì này, nếu mà đem so sánh, đấy, nếu mà đem so sánh với những gì đấy, những taiken, những cái trải nghiệm namanamashi, những cái trải nghiệm sinh động, những cái trải nghiệm thực tế đấy của gì đây nhỉ, của tình yêu mà bạn đang gì đấy, mà bạn đang anata ga geni, geni chính bằng jisai nhá, jisai ni. Jisai ni, được chưa? Thực tế có nghĩa là thực tế. Nó hơi phông chữ nó thay đổi, nó hơi không biết, chắc có khó nhìn không? Uchi kondeiru, chúng ta có từ uchi, uchi komu. Nó viết kanji là như thế này, bằng từ ne gì nhỉ? Bằng từ ne netsu. Say mê chuyên tâm. Đấy, chúng ta sẽ dịch dần nhá. À thì sao nhỉ? Thì nếu mà đem so sánh với những trải nghiệm thực tế của cái tình yêu mà bạn đang gì đấy, bạn đang chìm đắm trong đấy một cách thực tế, thì iro asete shimau ni chigai nai. Ở đây chúng ta có cái ngữ pháp ni chigai nai. Nó có dạng kanji là gì nhỉ? Nó có dạng kanji là như này, ni chigai nai. Đấy, nghĩa là không sai, chắc chắn nhá, nó chính là gần, nó giống hazu, chắc chắn đấy. Thế nhưng mà nó thể hiện, nó có cái sự gì nhỉ, nó có cái sự phán đoán một cách khách quan, người ta dựa vào đấy để người ta đưa ra phán đoán chắc nịch thì sẽ là như vậy. À là vì này, nếu mà bạn đem so sánh những cái đó với lại gì đây nhỉ, những cái trải nghiệm thực tế trong tình yêu mà bạn đang say đắm ở hiện tại, thì những cái tình yêu của bạn nó sẽ iro act shimau, thì tình yêu của bạn ấy nó sẽ bị gì đấy, nó sẽ bị phai nhạt, nó sẽ bị phai mờ. Thì iro aseru là nhờ phai nhạt nhá. Đấy, thì toàn bộ cái đoạn đầu tiên ấy, người ta đang giải thích lý do tại sao không nên đọc tiểu thuyết tình yêu, là bởi vì chúng ta sẽ dễ dàng chìm đắm trong cái tiểu thuyết đấy. Đấy, chúng ta sẽ gì đấy, cho dù nó là tác phẩm kiểu này hay kiểu khác ấy, thì chúng ta cứ đem so sánh với lại những cái gì nhỉ, những cái gì mà chúng ta đang trong thực tế ấy, chúng ta bắt đầu chúng ta có thể là chúng ta đặt mình vào vị trí của họ hay là như thế nào đó, và chúng ta thấy rằng cái của mình nó bị kém đi, nó bị nhạt nhòa so với lại những cái quyển tiểu thuyết. Đấy là lý do mà tại sao người ta khuyên cái câu là yonja ikenai là như vậy. Tiếp theo đoạn số 2, các bạn đọc tiếp nhé. Mata renai chiu no aite no kobito ni hon no hanashi nado shikakete wa ikenai. Shikakeru ở đây chúng ta có thể là bắt đầu, đúng nhỉ, bắt đầu hoặc là bắt đầu nhưng mà đi với lại cái gì nhỉ? Đi với hanashi chúng ta có dịch là mở đầu câu chuyện ấy. Thêm nữa, mata là thêm nữa này. Bạn cũng không được mở đầu câu chuyện về sách, đúng không? Bạn cũng không được bắt đầu câu chuyện về sách với lại cái người mà gì đây nhỉ? Với cái người đối phương, với cái người bạn yêu ở trong cái cuộc tình đấy. Tatoeba, ví dụ như Yuenchi ni itte damatte kobito to Jetto costa ni notte asobu koto ni kurabetara zutto humona oshaberi ni suginai karada. Các bạn lại thấy này, đây nó lại có xuất hiện cái karada tiếp, đúng không? Đấy, vậy chắc chắn là cái này lại giải thích cho cái gì trước, đúng không nhỉ? Vậy cái này chính là giải thích cho cái câu này nhá. Đấy, tại sao người ta lại bảo là không được bắt chuyện về sách với người yêu, đúng không? Là vì nisuginai, đây là ngữ pháp N2, chỉ là, đúng không? Chỉ là cái gì? Chỉ là một cái humona. Humo chúng ta có từ này mang nghĩa là tẻ nhạt, vô vị, khô khan. Đấy. Oshaberi là gì nhỉ? Bình thường động từ là shaberu là nói chuyện, thì oshaberi có nghĩa là một cuộc nói chuyện đấy, một cuộc tán gẫu, một cuộc chém gió. Đấy. Thì câu này nó bảo là gì đấy? Nó bảo là tại sao mà lại không được bắt chuyện với người yêu những cái chuyện về sách vở, thì là bởi vì cái đấy nó chỉ như là một câu chuyện vô vị, một câu chuyện tẻ nhạt, một câu chuyện khô khan thôi. So sánh với cái gì? Khi mà chúng ta đem so sánh với việc gì đây nhỉ? Khi mà chúng ta đem so sánh với việc mà chúng ta đi đến cái khu vui chơi, đúng không? Chúng ta lẳng lặng đi đến khu vui chơi và gì nhỉ? Và ngồi trên cái gì đây nhỉ? Ngồi trên cái Jetto Costa là cái gì nhỉ? Cái tàu cái đu quay ấy, cái tàu gọi là cái tàu lượn ở trong các khu vui chơi mà cứ hét lên khi mà mỗi khi mà đi lên đấy rồi chơi. Sensei cũng chưa có trải nghiệm thực tế của cái này bao giờ cho nên cũng hơi là khó mô tả, nhưng nó là cái đấy nhá các bạn nhá. Đấy. À, nó bảo là sao? Nó bảo là bạn đừng có mở đầu câu chuyện về sách với lại người bạn yêu, bởi vì nếu mà đem so sánh với cái việc mà sao nhỉ? Bạn đi chơi, bạn đi đến khu vui chơi đúng nhỉ, với người yêu ấy và lên đấy cùng chơi với nhau, thì cái việc bạn nói chuyện về sách này nó chỉ là một cái câu chuyện tẻ nhạt vô vị thôi. Bạn làm cái đằng trước còn hơn là bạn làm cái đằng sau là bạn nói chuyện về sách là như vậy. Đấy là cái đoạn 2. Đàng tiếp theo các bạn thấy này, tự nhiên nó có cái từ đàng, tự nhiên nó đảo mạch một phát, vậy thì chắc chắn là nội dung quan trọng sẽ ở đoạn sau. Đàng onaji hon wo yomu koto demo onaji hon no hanashi demo i kara yatte mita hogai. Thế nhưng mà ấy, nó còn không viết onaji bằng kanji đúng không? Đúng là phải có cái chữ kanji đúng nhỉ? Onaji. Onaji này. Thế nhưng mà dù là việc gì đấy, dù là việc đọc lại cùng một cuốn sách hay là gì đây nhỉ? Hay là onaji hon no hanashi nado, hay là dù cùng là một câu chuyện của gì đây nhỉ? Của hay là dù cùng là một câu chuyện nói về một cuốn sách ấy. Đấy. Thì ikara, vì nó vẫn rất là tốt, vẫn rất là được, vẫn rất là ok. Cho nên là gì đấy? Yatte mita hogai, cho nên bạn nên làm thử đi. Tại sao nó lại có cái sự gì nhỉ? Nó lại có cái sự trái ngược như vậy. Rõ ràng ở trên đang bảo là đừng có đọc sách, đừng có nói chuyện về sách, mà đây lại bảo là đọc sách rồi thì nói chuyện về sách nên đọc thử đi. Nó là đoạn sau này này. Moshimo denai ga toge o koeta to omoetari kore wa shippai datta to omoetari shita toki ni wa. Đây là nó đảo các bạn nhé. Bình thường ấy, các bạn sẽ phải là gì đây? Các bạn sẽ hay học là A đúng không nhỉ? A toki, A toki đúng không nhỉ? B đúng không? Đấy. Khi A thì B. Ví dụ như là Bioki no toki đúng nhỉ? Kusuri o nomimasu. Khi ốm thì tôi uống thuốc. Thế nhưng mà đây người ta lại bảo là gì nhỉ? Người ta lại cho lên trước. Người ta bảo là Kusuri o nomu. Đấy. Bioki no toki cho vào câu đằng sau. Đấy là lý do tại sao chúng ta lại tự nhiên lại thấy là đằng trước đang bảo là không được mà đằng sau lại bảo được nhá. Người ta nhấn mạnh và người ta có thể đảo ngữ đi một chút. Cái này trong tiếng Nhật cũng khá là nhiều hiện tượng như vậy. Vậy câu này nó bảo là gì nhỉ? À, chúng ta sẽ cùng quan sát từng cái phần một nhá. Đây có từ toge. Đây, nó hơi khó nhìn đúng nhỉ? Nó là chữ đèo. Các bạn thấy đúng hình tượng cái đèo luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì là có cái núi này, trên dưới ấy. chỗ đèo thì chính là có núi và bên trên và bên dưới đúng không? Đi lên đi xuống. Động từ koetari đây là gì đây nhỉ? Chữ vượt nhá. À không, vượt qua cái địa chỉ nó phải là chữ Việt mới đúng. Đây. Nó bảo là gì đây nhỉ? Dạ, những khi mà gì đấy? Những khi mà bạn nghĩ là ấy, cái tình yêu của bạn nó đã vượt qua đèo. Vượt qua đèo là gì? Tại sao lại tự nhiên lại có vượt qua đèo? Tại sao lại có vượt qua đèo? À, vượt qua đèo đây chính là cái đèo đây chúng ta coi rằng nó là gì ạ? Nó là cái giai đoạn mà sao đấy? Nó là cái giai đoạn mà người ta yêu nhau nhất ấy, và bây giờ nó đã qua giai đoạn đấy rồi. Tức là tình yêu nó đang dần dần nó phai nhạt, nó mất đi đấy. Đấy, người ta mang tính chất là người ta hơi ví von, ẩn dụ một chút, thì cái đấy các bạn sẽ được học ở những cái phần sau, những cái phần ví dụ sau ấy, người ta sẽ nói nhiều hơn. Tất nhiên là trong một bài thì không thể nào mà chỉ có một loại được, nó có rất là nhiều loại nhá. Chúng ta cần nắm được cái cách mà người ta nghĩ. Đấy. À, giả sử những khi mà gì đây nhỉ? Những khi mà bạn tình yêu của bạn ấy nó đã qua giai đoạn mặn nồng nhất rồi, hay là kore wa shippai datta to omoetari shita toki, hay là khi mà bạn nghĩ rằng mình đã sai lầm, mình đã thất bại trong cái cuộc tình này rồi. Đấy. Vậy thì câu này dịch đúng ra sẽ phải đảo ngữ lên đúng không? Nó bảo là gì đây? Nó bảo là những khi mà bạn nghĩ rằng cái tình yêu của mình đã hết mặn nồng, đã phai nhạt, hay là bạn nghĩ rằng là mình đã sai lầm với tình yêu này, hoặc là tình yêu này đã sắp kết thúc rồi, đã xong rồi, thì sau đấy thì những cái câu chuyện về sách hay là gì nhỉ? Hay là cái việc đọc sách ấy, nó cũng rất là tốt cho nên bạn nên làm thử. Đấy. Đằng trước là khi đang yêu đúng không? Các bạn thấy này, Dairen I no Saichu là khi đang yêu thì không nên nói chuyện về sách. Đối với đối phương mình đang yêu thì cũng không nói chuyện về sách nhé. Còn đây là khi mà như vậy thì mình nên đọc sách. Vậy thì chúng ta đã thấy được cái sự so sánh giữa hai cái hoàn cảnh, đấy là khi đang yêu và gì nhỉ? Và khi tình yêu kết thúc, sắp kết thúc rồi đấy đúng không? Câu cuối cùng nhá. Hon ni wa renai no owari ya shitsuren no tsurasa o moto ni kaesu chikara wa nai ga anata no renai no owari ya shitsuren o mou ichido anata ga taiken shita yori motto ookiku motto fukaku taiken sasete kureru chikara ga aru kara da. Đấy. Tự nhiên chúng ta đọc chúng ta thấy là không biết tại sao người ta lại khuyên như vậy đúng không? Rõ ràng là ở trên đang có vẻ như là phản đối gay gắt mãnh liệt cái việc đọc sách và nói những câu chuyện về sách như vậy. Tại sao câu này lại bắt đầu đổi mạch như thế? Vậy thì cái câu cuối cùng này chính là câu gì nhỉ? Các bạn lại có thấy có cái gì đấy? Các bạn lại thấy có karada. Đấy. Karada là bởi vì. Vậy thì chắc chắn là cái bởi vì này nó sẽ giải thích cho cái gì nhỉ? Cho cái câu ở phía trên, cái đoạn phía trên. Tại sao lại bảo là nên đọc sách? Đấy, là vì nhá. Đây, người ta tách vế này, gá một cái đúng không? Đấy, mới thôi tách đến đây thôi nhá. Chúng ta xem cái này nhá. Hôn nhiêu ạ, đúng nhỉ? Gì đó one night, tức là ở trong sách ấy, nó không có cái khả năng mà gì đấy. Đây là cái sự thực ra đây là cái cách mà tác giả người ta dùng nó đặc biệt thôi, nó nhấn mạnh thôi. Chứ còn đúng ra ấy, đây là cái từ moto là cái chữ nguyên, có nghĩa là cái nơi ban đầu ấy. Đấy, các bạn còn nhớ cái gì nhỉ? Cái nơi ban đầu là gì nhỉ? Moto no tokoro không? Đấy. Thì đây đúng là cái chữ này nó phải là chữ modosu cơ. Chứ còn dùng cái từ gì nhỉ? Dùng cái từ kai sự là ít khi trong thực tế người ta dùng với cái hình thức là moto ni như thế này. Nhưng mà đây chúng ta dùng cũng được nhá. Phản kai sự là trả lại thì modosu là đưa lại, thì nó cũng giống như nhau. Trong sách ấy nó không có cái năng lực đúng không? Nó không có năng lực gì nhỉ? Không có năng lực đưa. Vậy thì các bạn thấy đây động từ là cái sự. Vậy đưa phải là đưa cái gì đúng không? Đưa cái gì? Vậy thì đưa chính là đưa hai cái đằng trước đây này. Đưa hai cái này. Đưa cái gì nhỉ? Đưa cái sự kết thúc của tình yêu, hay là đưa cái gì đấy, hay đưa cái sự cay đắng, cái sự đau khổ khi mà chúng ta thất tình về cái gì nhở, về cái chỗ ban đầu. Tức là sao? Tức là ở trong sách ấy nó không có cái năng lực mà làm xóa đi cái sự kết thúc của tình yêu, hay là làm cho chúng ta gì nhở, làm cho chúng ta bớt đau khổ. Nó không có cái tác dụng gửi lại cái kết thúc đấy đúng không, về quá khứ, gửi lại cái sự đau khổ đấy về quá khứ. Thế nhưng mà nó làm sao nhở? Anata no renai no owari ya shitsuren o mou ichido anata ga taiken shita yori motto ookiku motto fukaku taiken sasete kureru chikara ga aru. Đây các bạn thấy nó dài ơi là dài. Thôi chúng ta cứ gì nhỉ? Chúng ta tìm dần chủ ngữ nhá. Đây, các bạn thấy có gì nhỉ? Cuối này nó có cái ga aru nghĩa là có năng lực gì đó, thì chúng ta sẽ dịch cái từ này trước, từ đây lên này. À, thế nhưng mà ấy, bởi vì đây nó đang bảo là không có năng lực này, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là có năng lực, thì chúng ta sẽ nên dịch cái này trước đúng không? Thế nhưng nó có năng lực làm gì nhỉ? Các bạn thấy là thể sai khiến Taiken Sasete đúng không nhỉ? À, nó có năng lực làm cho bạn có những cái trải nghiệm đúng không? Sâu sắc hơn. Okiku là gì nhỉ? Mạnh hơn, lớn hơn. Cái đây nó dùng đặc biệt. Bình thường cái từ lớn của mình ấy, mình dùng cái chữ gì? Mình dùng cái chữ này đúng không? Chữ đại đúng không nhỉ? Nhưng mà đây là người ta dùng chữ gì nhỉ? Người ta dùng chữ cự. Đấy, có nghĩa là lớn nhá. À, nó lại có năng lực là làm cho chúng ta được trải nghiệm một cách gì đây nhỉ? Một cách sâu sắc hơn, một cách lớn mạnh hơn, một cách dữ dội mãnh liệt hơn. Trải nghiệm cái gì? Trải nghiệm cái đằng trước đây này. Các bạn thấy này, rõ ràng trải nghiệm cái gì thì phải có là nani nani o taiken đúng không? Vậy thì cái trải nghiệm của nó là ở đây. Trải nghiệm cái nội dung trải nghiệm đây này. Trải nghiệm cái sự kết thúc trong tình yêu, hay là trải nghiệm cái sự thất tình đấy nhá. Sâu sắc hơn, lớn mạnh hơn. Thêm một lần nữa so với lại. Cái đây có cái từ yori. Đó, đây có từ yori có nghĩa là hơn. hơn những gì mà bạn đã trải nghiệm Anatagatai Kenshita. Đấy. Câu này nó cũng hơi khó dịch và cũng hơi khó diễn giải, những đại loại là như này. Cái đoạn cuối cùng ấy nó bảo là sách không có năng lực xóa đi cái gì nhỉ? Cái sự kết thúc trong tình yêu, hay xóa đi cái sự đau khổ khi thất tình, khi chúng ta thất tình. Thế nhưng mà sách nó có năng lực làm cho chúng ta được trải nghiệm sâu sắc hơn, được trải nghiệm được trải nghiệm kiểu như là sâu sắc hơn nhé, thôi dịch là sâu sắc hơn, được trải nghiệm sâu sắc hơn những cái gì đấy, những cái kết thúc trong tình yêu đấy, hay là những cái gì nhỉ, những cái sự thất tình đấy. Nó sẽ khiến cho bạn có gì nhỉ, có cái sự trải nghiệm hơn những cái gì mà bạn đã từng. Đấy, lý do là vậy, cho nên là người ta bảo là khi nào mà nghĩ là gì nhỉ, sắp kết thúc tình yêu thì sẽ nên đọc sách. Đấy là toàn bộ cái bài này của chúng ta là như vậy. Thì thông thường những cái bài đọc của N2 ấy, nó sẽ thường nó trừu tượng như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi và câu trả lời này. Thôi, kono bunshō de hitsha ga motomo iitai koto wa nani ka? Điều mà tác giả muốn nói nhất trong đoạn văn này là gì? Ichi nhá. Renai shiteiru toki ni wa kudaranai oshaberi o suru yori futari de hon o yomi sono hanashi o suru toyu toi. Khi mà đang yêu ấy, đúng nhỉ? Thì futari de thì hai người nên đọc sách và nói chuyện về nó hơn là nói những cái câu chuyện kudaranai. Kudaranai là những câu chuyện tầm phào nhảm nhí vớ vẩn. Người ta không khuyên là gì đấy, khi đang yêu, đúng không? Người ta không bảo là khi đang yêu thì nên đọc sách, rõ ràng người ta bảo là khi đang yêu thì không được đọc sách. Do vậy là cái này là thông tin sai lệch, chúng ta sẽ loại đáp án này. Câu số 2 này. Ren ai shōsetsu no kessaku o yomu to iroro manabu koto ga dekiru kara ren ai chu no hito wa hon wo yonda hō ga ii. Nếu mà đọc những cái cuốn tiểu thuyết kiệt tác về tình yêu ấy thì có thể học được nhiều thứ. Do vậy, những người đang yêu thì nên đọc sách. Thứ nhất là người ta không có viết là học được nhiều thứ, đúng không? Đấy. Thứ hai là người ta làm sao đấy? Người ta khuyên những người đang yêu nên đọc sách không? Không, đúng không? Người ta bảo không được đọc. Loại câu này nhá. Câu số 3 này. Denai wo shiteru hito wa hon wo yomanai hō ga ii ga. Renai ga owari so da to omotara yori taiken o fukaku fukumeru tame ni hon o yomu toi. Tức là người đang yêu thì không nên đọc sách. Thế nhưng mà nếu mà nghĩ là tình yêu nó sắp kết thúc, nó có vẻ kết thúc rồi ấy, thì sao? Thì nên đọc sách để gì nhỉ? Để có thể trải nghiệm được sâu sắc hơn. Đấy. Thì rõ ràng đúng không? Đoạn từ Moshi cho đến gì nào? Cho đến nói chung đoạn 1 và đoạn 2 là đang khuyên là khi yêu không đọc sách, không nói chuyện về sách. Nhưng mà đoạn sau thì bảo là khi gì đây nhỉ? Khi nghĩ là tình yêu nó phai nhạt rồi, mình sẽ thất bại, đấy, mình sẽ sai lầm trong tình yêu ấy, thì nên đọc sách, đúng không? Để được trải nghiệm sâu sắc. Thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án số 3 là đáp án chính xác nhé. Câu số 4 này. Renai chu no hito wa hon wo yomu hitsuyo wa nai ga renai ga owari so da to omotara renai no kurushisa o yawarageru tame ni hon wo yomu toi. Những người mà đang yêu thì không cần đọc sách, thế nhưng mà nếu nghĩ là tình yêu sắp kết thúc ấy thì nên đọc để gì nhỉ? Để đây là chữ Hán, là chữ Hòa, đúng không nhỉ? Để gì nhỉ? Để làm giảm bớt cái nỗi đau, cái sự đau khổ khi gì đấy, khi đọc sách, khi thất tình. Ở trên trong bài này ấy, không có cái chỗ nào nó bảo là gì nhỉ? Đọc sách là để giảm bớt cái sự đau khổ, mà nó chỉ bảo là để gì đây? Để tăng thêm cái trải nghiệm. Đấy. Chứ không có cái nào nhé, các bạn đừng có suy diễn nhá. Được chưa? Đọc sách nó không có cái năng lực xóa đi cái giá. Đây này nó bảo là Shireno Tsurasa. Tsurasa đây có thể coi gần giống như là cái từ Kurushisa. Cái sự đau khổ thì nó không có cái năng lực đấy. Do vậy là bảo là nó xoa dịu nỗi đau là không được. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ không chọn đáp án 4, loại. Đáp án đúng là 3. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem cái bài bên này người ta hướng dẫn làm như nào nhé. Tất nhiên là đây là cái cách của người Nhật, chứ còn chúng ta không thể nào mà chúng ta áp dụng được đâu. Nói chung là như thế, bởi vì là người ta ấy, người ta là người bản xứ, người ta nhìn cái là người ta biết được chỗ nào cần, chỗ nào không. Chúng ta thì chúng ta là người nước ngoài, làm sao mà chúng ta như vậy được. Zentai Otsukamo, thế nhưng mà vẫn nên học hỏi cái cách của họ nhé. Keyword kara themao suisoku, tức là hãy đoán những cái chủ đề từ các từ khóa, ví dụ dairenai này, hong này, yomu, đọc sách, rồi thì sách, đúng không? Rồi thì tình yêu, vậy thì chủ đề có thể là renai to dokusho, tình yêu và gì nhỉ? Và đọc sách, và việc đọc sách nó liên quan gì đến nhau? Taihi ni chumoku suru, chú ý đến các biểu hiện so sánh. Ở đoạn đầu tiên nhé. Moshi dairenai no saichuu dattara hon nado o yomu koto o susume shinai. À, nó bảo là gì đây nhỉ? Người ta gạch chân cái cụm quan trọng đây là osusume shinai, không khuyến khích cái việc đọc sách nếu như đang yêu này. Tiếp theo nhé, hanashi ga tsuzuku, tiếp tục câu chuyện là dùng từ mata. Denai chu no aite no kobito ni hon no hanashi nado shikakete wa ikenai. Khi mà đang không nói chuyện về sách với lại người mà mình đang yêu. Tiếp theo, đối ngược với nó này, yasetsu là từ đang, dù là cái quyển sách giống nhau đúng không? Hay là câu chuyện giống nhau thì nên làm. Khi mà mình nghĩ rằng gì đấy, khi mà mình nghĩ rằng là cái tình yêu của mình ấy nó đã phai nhạt, nó đã qua thời kỳ mặn nồng và sao nhở, và mình sippai, mình thất bại. Ở đây các bạn thấy này, karada đây là chính là cái lý do của cái đằng trước đấy. Đoạn 4 là giải thích nhá, và ở đây chúng ta ở trên mấy cái đoạn 1 và 2 cũng có cái karada đấy đúng không, lưu ý cái đó. Và sau khi tìm được mối quan hệ thì người ta sẽ có cái tổng hợp lại bài đấy là Renai o shiteiru toki wa hon o yondari, kobito ni hon no hanashi o shitari shinai hoga ii. Tức là khi mà đang yêu thì không nên đọc sách, không nên nói chuyện về sách với người mình yêu. Thế nhưng mà Renai ga owari sou na toki ya owatta toki wa sore o yori fukaku taiken dekiru no de hon o yomu to ii. Thế nhưng mà những khi bạn nghĩ là tình yêu sắp kết thúc, hoặc là nghĩ là nó đã kết thúc rồi ấy, hoặc khi nó đã kết thúc rồi thì bạn bạn nên đọc sách, vì bạn có thể trải nghiệm được sâu sắc hơn những cái điều đó. Đấy. So sánh và lựa chọn các đáp án này. Đáp án đầu tiên, đáp án 2, đáp án 3, đáp án 4 thì cái này đã được giải thích ở trong phần dịch vừa rồi cho nên cũng không nói nữa nhá. Ở đoạn cuối người ta có này, mata danga shikashi dakara nado no setsuzoku hyogen karada nado no riyu o shimesu hyogen wa nanaku no kankei o tsukamu poento kono yona hyogen ni, đúng nhỉ? Wakuo tsukete oko. À, những cái từ biểu, những cái từ nối như là mata, danga, shikashi hay là dakara, hoặc là những cái biểu hiện thể hiện lý do như karada ấy, nó là cái điểm rất là quan trọng để các bạn nắm được cái quan hệ giữa các đoạn văn. Do vậy các bạn khi mà gặp những biểu hiện như này, các bạn nên khoanh bằng cái gì nhỉ? Bằng cái khung như thế này thì các bạn sẽ dễ dàng dịch và hiểu được bài hơn. Đấy là cái bài số 2 của chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. CC sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn nhé. Các bạn sẽ dịch những bài này. Bài Rensiu 1, Rensiu 2, Rensiu 3. Rensiu 1, Rensiu 2 và Rensiu 3. Được chưa? Còn deadline thì sẽ nhắn ở trên nhóm. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.